Ngày 8 tháng 3, ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, đã đến các cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh để kiểm tra công tác thu dung, cách ly các trường hợp nghi nhiễm COVID-19. Tại buổi kiểm tra, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đặt vấn đề, cơ sở y tế tư nhân thường được người nước ngoài và người có thu nhập cao lựa chọn đến khám khi gặp những triệu chứng nghi nhiễm COVID-19. Nếu các cơ sở y tế bỏ sót quy trình sàng lọc thì sẽ gây ra mối nguy hiểm rất lớn trong cộng đồng. Thứ trưởng Bộ Y tế đánh giá cao công tác sàng lọc tại cửa chính của các cơ sở y tế tư nhân như khai báo tờ khai y tế, đo thân nhiệt, phát khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn cho bệnh nhân đến đây thăm khám. Tuy nhiên, không gian tại các cơ sở y tế tư nhân còn hẹp, việc không khí tại buồng cách ly còn phụ thuộc vào máy điều hòa, thiếu luồng khí tự nhiên. Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho hay, đối với việc điều trị các bệnh liên quan đến cúm, virus thì việc thông thoáng khí trời rất quan trọng, đặc biệt là khu cách ly. Trong trường hợp không mở rộng không gian đón khí trời, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn yêu cầu các cơ sở y tế tư nhân cần sử dụng máy bơm khí tươi.